gì đây nha con nhá. À, con này chuẩn hót xòe luôn, đuôi không là khép thẻ các bác nhá, nhưng mà nó là con mộc dở các bác nhá, mộc dở điện khá là tốt, đấu ok các bác nhá. Này đang đấu chim này, đuôi rất là to luôn các bác ạ. Mà chăm qua mùa lông chơi rất là hay luôn các bác to luôn coi này, vừa cứng ngắc luôn coi nhá, không cần mái, không cần trống, hót vẫn xòe coi nhá. Con này thì nói thật với các bác là em nuôi khoảng tầm nửa tháng rồi, từ một con chim mà nó là một con chim mộc dở về anh em không có điện các bác nhá. Và em đã vực được nó lên và phát hiện ra nó là một con chim hót xòe các bác nhé. Các bác nhìn đuôi nha, cái đuôi này nó bị mấy cái sợi đầu đuôi nó bị hơi gãy gãy một tí các bác, nhìn nó không được đẹp thôi, chứ còn chim con đàn chim thì rất là đẹp luôn các bác, cao cầu hót cân đối các bác nhé. Đấy, bác nào thích hót xòe thì ới em nhá, về chăm thêm nhá. Xin chào tất cả các bác nhá.